Ngày 7 tháng 7 năm 2014, tức là chỉ sau hơn 2 tháng diễn ra sự kiện, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông. Một nghị định đã ra đời nhằm nâng cao năng lực đánh bắt trên biển, kết hợp củng cố an ninh quốc phòng nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Nghị định 67 năm 2014 về chính sách phát triển thủy sản. 5 năm triển khai thực hiện nghị định trên, ngành khai thác thủy sản Việt Nam nói chung, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có những khởi sắc. Điều này được thể hiện qua những con số. Toàn quốc có 1.032 tàu cá đóng mới đã đi vào hoạt động, trong đó tàu vỏ thép là 362 chiếc, tàu vật liệu mới là 99 chiếc, tàu vỏ gỗ là 571 chiếc. Sản lượng khai thác qua các năm lần lượt tăng từ 20% đến 30% so với cùng kỳ. Có thể nói, mục tiêu hiện đại hóa tàu cá bước đầu đã đạt được, trong đó giảm số lượng tàu khai thác gần bờ, trong bối cảnh hệ sinh thái ven bờ đang bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển. Số lượng tàu khai thác xa bờ tăng, góp phần tích cực bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong thời gian qua, những ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 lần lượt rơi vào tình cảnh nợ xấu, nợ quá hạn do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Nhân diện đánh giá lại thực trạng, đồng thời đề ra hướng giải pháp để tháo gỡ khó khăn với nghề khai thác thủy sản xa bờ là vấn đề đang được chính quyền, các ngành chức năng và bà con ngư dân đặc biệt quan tâm trong thời điểm này. Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, những ngày cuối tháng 10. Đã qua kỳ hạn trả nợ vay vốn 9 tháng đầu năm, chuẩn bị bước vào tháng tiếp theo. Nhưng những gì có được lại sau chuyển biển của ngư dân Trần Dành là vỏn vẹn gần 200 triệu đồng. Trừ đi tiền dầu, tiền nhân công và một số chi phí khấu hao, ông còn khoảng hơn 50 triệu đồng để trả nợ ngân hàng. Con số không đáng kể so với tổng số nợ gần 20 tỷ đồng cho con tàu vỏ thép mà ông vay vốn đóng mới theo Nghị định 67. Hơn 40 năm đi biển, ông Trần Dành chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay. Giống như mấy năm trước, là mà sau cả mà đã đi một trắng là tỷ tỷ mấy, là có thể tạo ngân hàng một tháng là bên túi một tháng tiền lãi tiền gốc là một tỷ một tháng là 150 triệu. Mà những có cái là nắm chưa cả rẻ của là bằng nửa đi, một tháng tôi đi vô tôi gửi được 50 triệu đến tài khoản rửa. Đến khi hàng bắt đầu ngân hàng thì đi đưa vào mặt trừ, nhưng có phải chưa lần trả có hơi chậm tệ. Ăn rồi bất cái lo nợ nâng một cái làm máy bằng trả tiền đi tiền khác phải thêm hao mòn cái nó cái khác chậm không được cái chứ cả. Từ đầu năm 2019 đến nay, mỗi chuyển biển ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với bà con ngư dân. Ngư trường kém dồi dào, thủy hải sản về bờ bán không được giá. Trừ đi các chi phí, mỗi bàn thuyền chỉ thu về khoảng 2 đến 3 triệu đồng một người sau mỗi chuyển biển. Mức thu ít hơn đến 60% so với cùng kỳ. Giá thủy hải sản giảm sâu không chỉ ảnh hưởng đến các tàu khai thác xa bờ, mà cả những thương lái, cơ sở thu mua chế biến thủy hải sản. Khảo sát tại một số cơ sở thu mua thủy hải sản hiện nay, giá cả một số mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu như cá nục, cá trích, cá lạc đều giảm sâu từ 40 đến 50%. Nguyên nhân được cho là nguồn xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng hiện đang phụ thuộc khá nhiều vào đường xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Trong khi đó, từ đầu tháng 5, phía nước bạn đã bắt đầu áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, đặc biệt đòi hỏi phải truy xuất nguồn gốc khai thác đối với các mặt hàng xuất khẩu. Những yêu cầu này khiến một lượng lớn thủy hải sản tồn đọng lại thị trường nội địa chưa thể thông quan, làm cho thủy hải sản đánh bắt được sau mỗi chuyển biển ngày một mất giá. Giá trước đây thì nhập 7-80, chứ còn 40-45. Mà họ nhập thì mình bán chờ thì chờ tiêu thụ không nổi thì hàng hà xuống. Mình cũng ảnh hưởng. Thị trường ví dụ ra nước ngoài hoặc Trung Quốc hoặc là ở đâu đó nó giờ hàng đồng rất là nhiều. Nó rất khó khăn so với những hồi trước. Hải sản về bờ không được giá, nhưng giá nguyên liệu thì ngay một đắt đỏ, khiến khó khăn lại chồng chất khó khăn. Vào thời điểm hiện tại, giá dầu diesel đang chạm và vượt ngưỡng 17.000 đồng một lít. So với giai đoạn cao điểm vào tháng 6, tuy có giảm gần 1.000 đồng, nhưng chừng đó là chưa đủ để ngư dân an tâm trước mỗi chuyến vươn khơi. Nếu may mắn trúng được nguồn cá lớn có giá trị, chủ tàu cùng đoàn mới mơ có lại. Còn không thì chỉ hy vọng được hòa vốn. Từ khi là năm 2016 thì có cái môi trường Formosa nó bị nhiễm cá nên chỉ là 2 năm về sau này là bị thất thu. Về bán thì cá nó rẻ,
mình đánh bắt á, thì được hiệu quả được bao nhiêu mà thu mua vô gặp chợ rẻ, nên chỉ cũng có để là lợi nhuận nhiều để trả nợ cho ngân hàng đủ theo cái yêu cầu của mình mong muốn vay với hợp đồng với ngân hàng. Năm nay là thật là có với bà con ngư dân rất là khó, có nhiều người là lỗ trắng cả mùa này luôn. Một cái nợ là cầm 4 tỷ mấy thôi, nhưng mà nói mình nợ 70% thôi là trả không nổi rồi. Chứ huống chứ có nhiều chiếc sau này mà đến 8, 9 tỷ nữa mà nói nợ 70% nữa thì chỉ có là đem là gọi như là bán tao thôi. Cố gắng để mà trả nhưng mà cuối cùng không trả được thì ngân hàng vì nhà nước cũng muốn làm chứ đó thì coi như là phải chịu thôi cho mà ráng. Tuy nhiên, trong tình cảnh khó khăn chung của ngành khai thác thủy sản tỉnh nhà, vẫn cần đánh giá khách quan. Bên cạnh những chủ tàu có thiên chỉ trả nợ nhưng gặp khó khăn về tài chính do hoạt động khai thác biển chưa đạt được hiệu quả, vẫn còn một số chủ tàu cố tình chây ì chậm trả nợ. Theo báo cáo số 255 của Ủy ban nhân tỉnh về đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 67, 39 trên 40 tàu cá đóng mới theo Nghị định này đều đã và đang hoạt động bình thường, hiệu quả khai thác trung bình mỗi chuyển biển đều có lãi. Tuy nhiên, một thực trạng chung đang diễn ra chính là những chủ tàu này dù có lãi sau mỗi chuyển biển nhưng đều chây ì chưa có thiên chỉ trả nợ theo quy định hàng tháng. Tỉnh riêng tại huyện Phú Vang, đối với 16 chủ tàu trong diện vay nợ theo Nghị định 67 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, số nợ quá hạn 9 tháng đầu năm đã lên đến hơn 9,6 tỷ đồng, trong gần 130 tỷ đồng tổng vốn vay ưu đãi. Một số bà con là cái lợi dụng cái chính sách này cho nên cũng cháy y, tuy là đánh bắt được nhưng cũng cháy y trong vấn đề trả nợ. Ủy ban nhân huyện cũng đã có cái kế hoạch về việc là hỗ trợ cho các ngân hàng trong việc thu hồi nợ, đặc biệt đó là công tác tuyên truyền, rồi mời các cái hộ dân lên làm các cái cam kết để hỗ trợ trong cái vấn đề bảo vệ tài sản, rồi nắm các cái thông tin liên quan đến đánh bắt để hỗ trợ cho ngân hàng cái vấn đề thu hồi nợ. Vấn đề này theo tôi nghĩ những người mà chủ thể vay số 7 họ cũng rất là rõ vấn đề này. Họ rõ rất là hiểu đây là một cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Họ bản thân họ là những người được hưởng lợi từ chính sách của Nhà nước. Mình thông qua những cái trường hợp mà không được vay số 7, rất là nhiều bà con cũng được vay số 7. Họ vay từ vốn ngân hàng thương mại, có thể chấp tài sản thì ý thức trách nhiệm cao hơn. Và họ trả nợ trả lại đúng định kỳ, không bị lãi của hàng, bị nợ của hàng. Và họ tích lũy được tài sản và đóng thêm tàu mới để ra khơi nữa. Trong cái đó, những người chủ thể vay số 7 do thiếu tinh thần trách nhiệm, ỷ lại và có tính nhìn nhóc, do vậy là thiếu tinh thần và có tích lũy được bao nhiêu là từ sai, không có trách nhiệm trả nợ. Một nhận thức sai lầm hiện nay của các chủ tàu đó chính là xem nhẹ trách nhiệm của bản thân khi vay vốn đóng tàu từ ngân hàng, bởi có sự hỗ trợ một phần lãi suất cấp bù từ ngân sách nhà nước. Cụ thể từ 4 đến 7% một năm đối với tàu vỏ gỗ và tàu vỏ thép. Khi chưa có khả năng thanh toán nợ, các chủ tàu trốn tránh bằng cách chấm dứt toàn bộ liên lạc với ngân hàng. Thậm chí khi ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương chủ động liên lạc với các chủ tàu này, một số chủ tàu còn có biểu hiện thiếu hợp tác, muốn che lấp khoản nợ để chiếm đoạt tài sản của tổ chức tín dụng. Cái bất cập hiện nay đối với quản lý dòng tiền đối với số 7 là từng chuyến đi biển ngân hàng không quản lý dòng tiền được. Hầu như tiền doanh thu từng chuyến biển thì bà con tự thu tự chi và không nộp tiền như cam kết vào tài khoản tại ngân hàng nơi đã cho vay. Chủ yếu là bà con bán cho các tàu hậu cần ngoài khơi hoặc là có thể bán tại các cái biển, các cái cảng khác khi bà con vào và không cập cảng ở đây thì khi bán ở đây thì cũng không nộp tiền trực tiếp vào ngân hàng. Bà con cũng nhận thức thấy như thế nhưng hết sức ỷ lại và chủ quan, thiếu trách nhiệm trong cái việc mà phối hợp cùng với ngân hàng và các cái đơn vị khi mà thực hiện thu nợ. Những khó khăn khách quan về ngư trường, giá cả thị trường, giá nhiên liệu cùng với đó là ý thức trách nhiệm trả nợ ngân hàng theo quy định của các chủ tàu 67 dường như vẫn còn bị xem nhẹ và có dấu hiệu ỷ lại trông chờ vào chính sách. Đây đang là những mối nguy cơ làm gia tăng các khoản nợ xấu giữa ngân hàng với các chủ tàu, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng của các ngân hàng cho vay, đồng thời làm ngưng trệ nguồn vốn luân chuyển để hỗ trợ các chủ tàu khác có mong muốn đóng tàu vươn khơi trong thời gian tới. Thưa ông, xuất phát từ một chủ trương lớn nhằm phát triển kinh tế và củng cố an ninh quốc phòng. Tuy nhiên đến thời điểm này, những chủ tàu vay vốn theo Nghị định 67 đang đứng trước cái nguy cơ nợ xấu và nợ quá hạn.
Vậy theo ông, cái nguyên nhân khách quan và chủ quan từ đâu, và đánh giá của ông về những cái vai trò và trách nhiệm của những tàu này đối với cái quá trình trả nợ theo cái quy định của pháp luật? Việc ngân hàng cho vay vốn cho các cái chủ tàu để mà tham gia thực hiện nghị định số 7, các cái tàu to mãi lớn để mà tham gia khai thác, vừa khai thác kinh tế vừa tham gia củng cố cái an ninh quốc phòng trên biển, đây là một cái chính sách lớn của nhà nước. Tuy nhiên, có hiện nay do năm 2019 thì tình hình khai thác có khó khăn do đầu ra của sản phẩm giảm, có nhiều loại sản phẩm giảm một nửa, rồi cái đầu vào là xăng dầu tăng cao khiến cho một cái số chủ tàu có khó khăn và có nhiều tàu chậm trả nợ. Thì theo tôi, ngoài cái nguyên nhân khách quan thì có một cái vấn đề chủ quan là có một cái số chủ tàu cũng có thể bị là lôi kéo để vào cái một cái chuyện là không muốn trả cái vốn cho các cái ngân hàng thương mại. Đây là một cái điều rất là không tốt. Và chúng tôi thấy trên địa bàn Thừa Thiên Huế thì cái nhóm của khách của ngân hàng nông nghiệp thì thực hiện tốt hơn, và cái nhóm của chủ tàu ở huyện Phú Lộc thì thực hiện tốt hơn. Riêng các cái chủ tàu huyện Phú Vang thì bị tác động nhiều hơn của các cái tỉnh bàn, các cái thông tin xấu. Và chúng tôi qua đây cũng muốn nói với các cái chủ tàu rằng chúng ta phải thực hiện đúng các cái cam kết thực hiện như trước khi vay. Và đến khi nếu mà có rủi ro hoặc có khó khăn thì trong nghị định 67 cũng có cái xử lý, và cái này là thuộc phần trách nhiệm của cái ngành ngân hàng. Và ngành ngân hàng cũng có cái thông tư 22 hướng dẫn các cái ngân hàng thương mại xử lý khi có cái trường hợp rủi ro và khi có các cái vấn đề phát sinh. Thì đây là cái trách nhiệm của các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước. Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành đánh bắt xa bờ trong năm nay, thì ông có những cái kiến nghị và đề xuất như thế nào để mà nâng cao cái hiệu quả đánh bắt xa bờ, qua đó đẩy nhanh cái quá trình trả nợ theo cái nghị định 67? Trong năm 2019 thì như hồi nãy tôi có nói, đó là có một cái khó khăn kép, đó là cái giá nhiên liệu đầu vào cao và giá cả hàng hóa thủy sản của các cái tàu xa bờ bị giảm do cái chính sách thu mua và thông quan của Trung Quốc có nhiều thay đổi. Vì vậy là khó khăn trong khó khăn. Với góc độ của cái người quản lý chuyên môn về ngành thủy sản thì chúng tôi cũng đang khuyến cáo bà con ngư dân chuyển đổi cái nghề nghiệp để mà đa dạng hóa cái sản xuất, làm sao đó tập trung các cái mặt hàng mà có giá cả tốt hơn để tranh thủ khai thác, đáp đổi phần nào cho cái thiếu hụt sản xuất trong cái hiệu quả sản xuất trong khai thác xa bờ. Đồng thời thì chúng tôi cũng thấy là cũng đề nghị cái ngành thương mại cần phải xem lại cái chính sách thương mại nội địa, tại vì chúng tôi thấy là rất là bất hợp lý khi mà cái chủ tàu xa bờ đầu tư rất là nhiều tỷ đồng cho con tàu, rồi tốn kém rất là nhiều chi phí xăng dầu. Tuy nhiên, khi vào cái sản phẩm như cá nục trong năm nay thì bạn được khoảng 8, 9, 10 ngàn đồng một ký. Trong lúc đó thì các cái bà nội trợ không bao giờ mua con cân cá nục mà được giá là dưới 30 ngàn, 40 ngàn. Thì tôi thấy đây là một điều bất hợp lý cho cái bà con ngư dân. Vì vậy chúng tôi đề nghị là cái ngành thương mại cần phải là làm sao đó để có cái chính sách thương mại nội địa tốt. Ví dụ như hiện nay thì bình quân đầu người của người dân ta sử dụng 30 ký cá trong một năm. Nếu như mà chính sách thương mại tốt thì giá cả giảm, thì thay vì ăn thịt thì bà con mình có thể là tăng cái bình quân ăn cá trên một năm, vừa tốt cho sức khỏe mà vừa là nâng cao được cái kinh tế của khai thác xa bờ. 5 năm triển khai thực hiện nghị định 67 của chính phủ, chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản đã giúp ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ hội làm chủ được những con tàu lớn với trang thiết bị hiện đại,
giúp tăng cường năng lực đánh bắt trên biển, góp phần phát triển kinh tế và tham gia tích cực bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biển. Nếu giải quyết được bài toán nợ xấu một cách bền vững, đây sẽ là cơ hội để ngành khai thác thủy sản tỉnh nhà nhìn nhận lại những hạn chế và có những hướng đi mới tốt hơn trong tương lai.